Chào buổi chiều các cô chú anh chị các bạn nha. Xin chào. Chiều nay thì con nhớ Cẩm xách hai cái tay lưới đi ra ngoài này cô chú ơi, sẽ đi giăng lưới nha. Giờ này thì cô chú sẽ thắc mắc là giăng lưới nhưng mà giăng chỗ nào đúng không? Theo chân của hai chị em tụi con đi rồi chị em tụi con sẽ cho cô chú thấy. Rồi mình đi thôi. Tay lưới này là tay lưới đầu tiên. Hey, dạ. Đi thôi. Cột vô. Cô biết là giờ này cô chú đang thắc mắc là ủa tại sao hai thằng con lại giăng lưới ở trên cạn đúng không? Nhưng mà bật mí cho cô chú anh chị các bạn biết là hiện tại nước nó đang lớn đó cô chú, do là 14, 15 thì nước ở quê là đỉnh điểm lên rất là nhiều luôn, lên rất là cao. Cho nên nó là cái đường đi thì nó sẽ ngập nước ở giữa trong hầm nè, rồi giữa ngoài nó tràn vô thì cá nó sẽ lội tung tăng lên trên. Mấy chị em thì hôm giờ là cũng thấy cá nó lội nhiều dữ lắm luôn. Cho nên nó là quyết định sẽ xách cái tay lưới đi ra ngoài này để mà mình giăng từ lúc mà nước nó chưa có lên á. Còn chút xíu nữa khi mà nước lên đó, thì cá nó sẽ chui vô tự động luôn nha. Rồi, văng vô nhà xe luôn. Tại vì nhà xe nó cũng bị ngập nước luôn cô chú ơi. Rồi, chúng ta sẽ có một tay lưới. Đây là tay lưới thứ hai. Rồi, còn một tay nữa. Rồi, để kéo cái này ra rồi kiếm chỗ cột vô cái đó. Cẩm cả lụm cái cây đi Cẩm. Tới đây thôi ha. Cột lại. Cứng chưa? Cứng rồi. Tại sao mình giăng hai tay lưới? Chưa để cột với đã. Trong khi mà cái tay này nó còn quá nhiều luôn. Rồi, ở đây là tay lưới nhỏ, tay lưới nó là lưới 3 phân nha. Lưới này thì chuyên là để bắt được những cái con cá rô. Hay nó qua một bên đi. Còn cái tay lưới còn lại là lưới này là lưới 5 phân rưỡi của chú, lưới này là lưới 3 mèn, sẽ bắt được rất là nhiều các loại cá luôn. Cá rô phi nè, cá chê hay là cá cha, cá dồ đếm, cá nào cũng dính hết trơn, nên là giăng thêm một cái tay nữa mình sẽ đi lòn từ bên đây đi qua dài phía bên đó luôn. Rồi đi thôi. Trời nóng nóc luôn nè. Nè, trời. Bởi vì hỏi sao mà ớt quá trời luôn. Lên này nè. Rồi, tới đây để tôi sửa cái này. Ây da, xíu lỗ khập mày. Ây, có cá lóc. Mới thấy lội nè. Không, nó lội chậm lắm luôn á, nó lội ngang vậy luôn nè. Trời ơi, cái gì đây?
chắc đi đây nữa, đổ rồi nó dài ra. Ừ. Tại đây nước nó chưa bò lên tới. Rồi được rồi. Trong đây gai không? Cây ổi, ổi tím. Rồi, hiện tại thì mấy chị em tụi con đã giăng hoàn thành thả tay lưới rồi cô chú ơi. Giờ mình sẽ cùng chờ nước lên và chờ đợi xem kết quả như thế nào nha. Dạ, con với lại Ngân mới vừa giăng xong tay lưới đó, thì giăng xong là bước ra đây nè, tầm khoảng 6 giờ chiều thôi mà nước đã bắt đầu lên rồi nè cô chú. Nước thì ở ngoài sông nè, nó tràn vô trong đây một chút thì nó sẽ vô nữa, này là nó chỉ mới vô thôi đó. Này là để tới sáng mai thử coi là tay lưới của mình sẽ dính được nhiều cá hay không nghe. Nước bợn mà. Cho hai chị em tụi con chào buổi sáng cô chú anh chị và các bạn nha, xin chào. Sáng nay thì nước rất là nhiều rồi cô chú ơi. Đây cô chú có thể thấy, ôi trời ơi, rộng quá trời luôn. Nè, nước giờ này thì nó bắt đầu ngang đầu gối luôn rồi cô chú. Chẳng những là ở đây đâu mà nó tràn tới phía cổng đằng kia luôn. Giờ mấy chị em tụi con sẽ đi lại đầu đằng kia để mà mình gom lưới lại từ từ nha. Xem thử ở đây có dính gì không. Nè 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 nè, ôi đây. Nó cá tràn vô nhà xe kìa, trời ơi, quá trời rồi. Bên đây dính một con nữa nè. Thấy cũng bộn đó. Ôi quá trời đâm lưới rồi. Nước buổi sáng của cô chú là nó tràn luôn ra tới phía trước luôn như thế này nè. Nè, ở ngoài này thì nước rất là nhiều luôn, tràn lên tới cổng luôn. Nhưng mà ngoài này thì nó thấp lắm cho nên là mình không có văng ra tới ngoài, mình chỉ văng tới đây thôi. Giờ mình sẽ cuốn lưới nha. Dính cỏ quá trời. Wow, một bạn nhỏ đầu tiên. Cái gì đây? Một con cá rô với là một con cá rô phi. Ai da, cá rô thì có chút ác vậy, thả ba luôn. Ba có chút xéo xìu ở chuỗi này chị không biết nữa. Đi đi bạn. Đây, trời ơi, con cá rô đầu tiên nè cô chú, nhìn nó nè. Wow. Lớn thôi. Rồi. Cho vào một ít nước nha. Ơi, đây, phía trước một con nữa. Ôi quá phóng rồi. Đây, một con nữa nha.
Uống nâu không ha? Ừ. Đây một con nữa nè Cẩm ơi. Hết chưa? Chút xíu là nước ròng lại. Giờ là nước nó đang ròng lại nè. Chắc là mình gỡ lưới xong là nước cũng ròng lại bộn á. Đây, đây một con nữa. Ôi, hai con, ba con luôn. Wow. Quá nhiều rồi. Phải nói là mênh mông trời thiên nước bởi vì cá cũng quá trời luôn. Cá rô không rồi ha, tại lưới nhỏ nè. Con cá này ngon quá nè. Ôi ôi đây nữa nè, dưới nóc nữa. Trời ơi, dãy kìa, dãy kìa. Wow, dính được một đàn cá lá luôn. Quá là trời lá luôn rồi. Mấy cái lá cây này nó rụng xuống nè, dính vô lưới hết trơn luôn. Dính cái gì mà sờ nùi dữ vậy nè. Dính mà không biết đường gỡ luôn á. Trời ơi, chắc cỡ 8 vòng á. Úi. Ôi, con cá núp sau phiến lá nha. Cuốc ha. Dính xe cái gì chỗ này luôn tần. Ôi 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 ôi. Có cua nữa. Có cua nữa nha. Đó. Hết sức cái cạn không? Nhìn cặp càng hải hùng liền. Sao đây, bà này sao đây? Trời nó kẹp nè. Ui ui. Cẩn thận nha. Chắc gỡ ra rách cái khúc này quá. Ừ, cua mà dính ở đây luôn. Chắc bả bò đi đâu ngang đây nè. Chắc nó làm hang ở dưới rồi xong nước lên nhiều quá nó ngợp chịu không nổi nó bò đi cái gì. Lỡ ngợp. Ây da. Cầm cầm vô, cầm vô, cầm vô. Nó rớt ra kìa. Đúng rồi. Cầm vô. Tút nó ra. Ê, nó gớt. Nhảy rồi đó. Ừ. Dính nữa nè, dính nữa nè. Dính những cây nữa. Wow. Rồi, ê con này sắp rớt, con này sắp rớt. Gỡ 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 bằng này trước. Quá xá rồi. Ngói luôn. Rồi. Ốc chèn lên nhà xe. À. Con ếch kìa. Có con ếch nè cô chú.
Ôi kìa coi kìa coi kìa coi, nhảy 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 kìa. Nó 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 nó. 1 2 3 ơi, hết hồn. Thôi nghĩ là nó đang đẻ cho nên là mình thả nó đi đi nha. Không bắt nó đâu. Sao không quá trời luôn. Quá trời nồng nọc con luôn nè. Wow. Hai con đầu đàn hồi nãy thôi đúng không? Ừ. Ếch là nó tung tăng luôn á. Ôi nhảy kìa. Rồi. Xanh hết rồi, lưới nhỏ rồi. Rồi. Để tay lưới bụi này mới hấp dẫn nè. Rồi ta lưới nhỏ thì nó chỉ có 3 phân 3 phân rưỡi thôi cô chú. Rồi nó dính toàn là cái nhỏ thôi à. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái tay lưới là 5 phân rưỡi nha. Có động nước đằng kia nha, động nước đằng kia nha. Để con để cái này lên trên cái đó. Dính gì chưa? Cá tới nè. Ôi ơi. Cá rô phi đầu đàn. Nè nó đang lội cực 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 nè. Nè. Wow, đây nha. Một bạn cá rô phi đầu tiên. Quá mừng luôn. Rồi đây cô chú ơi, con cá đầu tiên. Con này chắc là mới dính đây thôi. Tại vì lưới giăng từ hôm qua tới giờ, nhưng mà nó dính qua là nó đã chết mất tiêu rồi. Này chắc đợi tới sáng nè. Nước lúc mà 3 giờ lớn á, cái nó chui vô quá. Dính gì đây? Dính cỏ. Dính nguyên con lươn. Rồi dính được một con nữa. Đây là con thứ hai nha. Con này chết rồi, chín lâu rồi đó. Dính lông vịt, lông ngỗng nhóc chân. Ê, ui, ui. Không nha, không hề chết nha. Xíu nữa à. Đây một con nữa này Cẩm ơi. Rồi, cái đường này á là ở ngoài nó tràn vô nè cô chú. Nước nó nhiều quá, cái nó đi vô trong cỏ hả. Đi ngang đây cái nó gặp cái lưới của mình, nó dính vô đây luôn. Quá nhiều rồi. Con này còn sống luôn á, ngon lắm luôn nè. Ú nu à. Ôi 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 ôi, đấy nè. Wow. Con cá là trắng tươi luôn. Bự ghê ha. Ôi ôi. Cá rô phi luôn. Quá nhiều rồi. À, ê, 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 ê. Về đi cho dễ dở. Để nó vậy đi, không gỡ được đâu. Ôi, trên đây một cặp luôn nè.
Ở đây là tận một cặp luôn. Nhưng mà một con sống một con chết. Này cái chín qua quá. Bà cái chín chịu qua quá. Có con cá mũ. Cá đen. Trời ơi con cá kìa. Cá đó ăn vô là xỉu liền. Ôi ôi nhảy. Bà này bà dính mà nghe giờ này bà khô vậy chứ có dính qua quá. Dính qua đó. Tại chỗ này qua là nhiều nước. Wow. Sao mà đen dữ vậy? Ôi ôi ôi. Rồi. Trời cá quá trời rồi. Đây một con nữa nè. Rồi dính mà dính trong trong cọng con muốn luôn, bụng muốn nấu hành chua giống như con muốn hay gì mà nằm một cặp ở đây đây. À phía trước một con nữa nè. Trời ơi. Wow. Quá trời rồi. Thấy đậm nước trước đây kìa Cẩm ơi. Ôi một con nó dính con như này nè. Hết sức không? Wow. Cái lỗ này bà nào chui ngang mà quậy banh lử dữ thằng vậy nè. Kìa, con ở trên nữa. Trời ơi, nghĩ là đậu này dính nhiều vậy luôn á. Dính con gì vậy? Dính con cá rô phi nhỏ. Nhìn đi ghen con cá ép hả? Con này nó đỏ, nhìn giống cá ép hả? Hay da con hồng. Mới sáng kiếm tôi sớm vậy. Đợi đây nữa nè. Đã xác luôn. Cá rô phi cứng đơ. Cá rô phi trường sình. Wow. Trời ơi, đã quá. Trong đây gai quá trời gai rồi. Trong nóng bùi nhùi đừng có dính con gì trong đây nha, dính gì chắc tôi xỉu. À, nước giờ này thì nó rút rồi cô chú ơi. À, giờ mấy chị em sẽ đi hái ra muống nha. Tại vì ở bên bờ này, hồi nãy lúc mà cuốn lưới thì thấy ra rất là nhiều luôn. Được không? Được chị, cảm ơn trước nó hái kìa. Lùi cái gì? Lùi vô đây nè. Gắn vô trong này nè. Đây là mé này nè. Rau nấu không nè. Đây, ngang. Gỗ đây.
Ây da. Được chưa? Bèo ta tượng bự bự luôn á. Rồi vô vô. Xách vô chị ơi, xách vô xách vô. Lo vô được không? Tại vì mùa này nó cũng ít á. Thì xích vô trong cái mũi đi vô trong, xích luôn lại xích bay. Cái mây này cho nó nhiều nè. Phải xúc vô trong đó được hay trong đó nhấc trơn kìa. Em gian. Ủa chị sao chị bỏ cái da rồi lỡ chị bỏ luôn cái miếng mỡ vậy chị? Không, cái miếng mỡ là mới là tinh túy của thịt heo đó. Nó béo lại. Nó béo. Quá trời chuyển mùi mấy chị ơi. Chuyển mùi dữ thằng này. Nhưng mà thật ra là chị không thích ăn bạch chỉ. Chị thích hình lâu lâu thì chị cũng nên ăn mỡ heo á. Đúng rồi, đang cho chị đó. Béo lên chút. Cho nó có nhiều chất béo. Ôi, cá rô tính ra cũng nhiều quá chị. Các cô chú là hay bán cái mỡ á chị. Ừ. Đó, cái mỡ này nè. Và cái bạch chỉ này nè. Mà người ta làm sao ngon lắm kìa. Ép. Người ta chiên xong rồi cái người ta ép lên. Ép gì? Dầu hả chị? Ép cho nó ra hết mỡ, tách ma cái gì, tách mỡ ram cái gì đó. Là phải có cái công đoạn ép. Ừ. Ta làm xong, ta sấy xong rồi ta ép lại cho nó ra cái mỡ. Cho nó khô đấy. Cá nhiều quá. Đố mấy chị cá ở đâu? Chị làm, chị mới tới, chị đâu có biết đâu. Chị ba. Bắt, dứt xong. Chị em. Kênh. Cá này là chiều, chị thấy cá cưng sắp chạy chạy ra gì là chị biết rồi. Ôi, hay nha, đúng rồi chị. À, cái tài lưới lớn thì dính được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con cá ruby. Đây, con nào con ném mặn xong uống nu luôn chị ơi. Rồi, cá mà xong tràn vô mở không luôn. À, còn cái tay nhỏ 3 phân bên kia thì dính được quá trời cá rô luôn nè. Đây, ừ, em đã lượm ra được rồi. Chị gỡ lưới. Hiểu rồi đó. Co queo cho mấy cưng ăn á. Co queo hả? Thôi sần sọt, cái nước sần sọt đó. Nhưng mà có cá là thôi thì chị sẽ kho chung với cá. Cũng như là có tiêu chứ. Có tiêu. Vậy là cá rô với lại thịt sẽ được kho chung. Cái mỡ của thịt nó sẽ tươm ra và nó thấm vô trong con cá. Ôi, nghe tả thôi là bắt đầu nó chảy nước miếng nha. Còn cá rô phi thì sao nè, em thấy có rau muống với lại có xả nữa. Chắc là chiên xả còn rau muống bút gỏi hả chị? Chị thấy nhà mình á là người thích canh, người thích chiên, người thích kho. Ngày hôm nay cho sẵn dịp trời mưa nhà không làm thì chị làm cho 3 món ăn luôn. Wow, cơm nhà 3 món, vậy là mình nấu canh chua hả chị? Chị nấu canh chua xả. Em muốn nó bao giờ chưa? Chưa. Chị nhận muốn nó bao giờ chưa? Chưa em. Con chua con để xả vô là canh chua xả. Nhưng mà cái vị nó như thế nào? Ủa cô chú ăn, cô chú đã bao giờ ăn cái món canh chua xả chưa vậy? Hôm nay thì nhà mấy chị em tụi con sẽ thưởng thức một cái món mới lạ nha. Đến từ đầu bếp Thúy An. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị các bạn xem công đoạn nấu canh chua xả của mấy chị em tụi con nha. Rồi bắt đầu em. Cảm ơn chị, em sẽ... Nhưng mà chị sẽ ngắt lá hết nha. Em cũng sẽ ngắt lá. Sụng nha, cái này cái sụng mới giờ. Sôi quá sôi luôn chị ơi. Đó, chín trước. Cá rô nè. Còn đã ướp xong rồi. Trò vô luôn, ngay ăn cá rô và chùm với thịt nữa. Bắt cơm với lắm luôn, trời mưa nữa nè. Thấm rồi là thấm rồi. Chị Nhàn thì đang cho cá vô. Có canh chua. Này ba biết luôn đó nha. Mạnh nó không được. Thơm quá. Cái nó thẳng rồi.
bình thường khi nó chơi nó cũng hay bị gì á, dẫn cái mình phải chở lên gì nè ha, chở xíu nó dẫn lên cái mình chở ra là nó tự nhiên thẳng rồi. Ừ, nó thẳng rồi. Bình thường khi nó chơi mình là được rồi, khi tôi uống nha phải dẫn công rồi luôn á. Khó chờ một mình là cái này là phải tịch lặng nước nó đậy ra đậy vô cái nước cái trâu ra trâu vô đó lớn ngay một cục tới lại cỏ mấy cái cỏ luôn nữa đánh rồi nó dính một cái thì thôi ngày xịt xong rồi phải không, cái hai ba bữa cái con phải dẹt nó ra luôn, nó đường những chuyện nó mới không khó được, xịt là phải đẩy nó ra cho nó trôi vô ngay là nó được không nhớ. Ừ. Mình có bộ nữa nhớ hồi xưa tháng nước rồi nấu cháo, nấu cháo môn với cháo nghe nó giòn lắm. Mà phải làm cho kỹ nha, chứ không á là bị dứa luôn. Mà hồi mỗi lần hồi xưa nhà tháng nước á chị thích ngửi cái bông môn này nè, nó thơm mà nó thơm cái mùi gì mà nó nghe là ngửi cái mùi nó là biết là tháng nước tới rồi đó. Giờ biết gì nữa không, chàm á, bông chàm á, trời ơi nghe cái mùi nó nhức 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 cái đầu. Cán bắt cá nhiều á, thôi lưới nhiều á, vỡ lưới mà giật mừng luôn á. Nhưng lưới đâu dân ở ngoài chỗ đám cỏ chị, bữa nay nước trời nó có cổng luôn, cái này lớn nước nhiều làm nhiều. À, còn con nước này nữa là hết rồi đó, bữa nay mới có 14 á, 15 mai nó còn nhiều dữ. Bạc Hà nãy Nhân mới vừa đi ra ngoài hái vô. Cô nãy giờ cũng đã chín nè cô chú. Giờ để xả phi vô. Cho mùi xả. Cho một ít gạo phanh chua vô luôn. Rồi ăn cơm thôi chị em ơi. À, cơm nhà ba món đã hoàn thành xong rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Có cá chiên nè, rồi cá kho cũng như thịt kho cộng với lại là cá nóc canh chua nữa. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với lại mấy chị em cho coi nha. Cái nhà ăn cơm cái chụp luôn. Mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm. Trời ơi mà ăn bánh chén quá. Vậy nha. Em làm cho để cho nó có nước để chan nó sạch. Cứu em chị ba. Cứu em. Cứu này chị ba. Cứu em nhăn đi. Ê. Trời thơm quá. Ngon, cái chiên. Cái món nó. Chị ngọt. Trời ơi, họ tự khen. Canh chua xả. Canh chua xả, có xả. Mà giờ nãy giờ không thấy cũng xả đâu hết trơn. Nó lặn rồi. Lặn rồi. Lặn. Nãy lúc đầu nghe nói có tưởng là bỏ xả nó canh chua không á. Nó thì có mấy cọng. Ừ. Nó nãy là mình phải để cọng vô nó. Đập rồi đập vô nó mới ngon. Nửa chồng nước giật chồng lại. Ôi ớt. Chén nước chấm. Có gần sang sẻ qua đó bớt không? Đợi không? Chén này lộn mày ơi. Cay quá. Cay quá cay. Đâm ra luôn hả? Ăn chua mà ăn ớt vậy đó. Ăn xong cái thử. Không, không cay. Không cay. Không cay kìa. Không. Không nhàng chấm hết rồi. Con chua nó nóng. Cỡ này cá quá cá. Ở đây ai cũng đi bắt cá. Muốn chiều con chạy. Thấy chạy nhiều ha. Con cứ chiều tối. Chiều tối hả? Ừ. Con nghe nhỏ ra giỡn. Ông nổi chứ. Dịch thì nó kêu cáp cáp. Anh em 4 5 giờ không nha. Dạ. Đứa sớm nhà mình ra. Mấy bé em nhỏ cũng đi câu cá. Thích câu cá. Mà không biết có động tĩnh gì chưa?
Em bỏ 8 ấn luôn, nó cũng chưa dính nữa. Mà sao em ngộ thịt... lắm nha. Cái miếng thịt nó tràn nó hỏng luôn á. Tính cầu dính còn cá dùm, còn cá chê 3 kg á. Dạ. Dính nè. Cá chê 3 kg mới chịu hả? Chị với Cẩm đi Sài Gòn 2 tiếng nha. Ăn xong em tém miếng thịt ra đi. Tém miếng thịt ra. Tía lại nha nha. Bự quá. Chị ba này cho em miếng thịt bự quá. Câu cá mà đi xin mồi không mà. Ừ. Chị biết rồi. Trong ngon ngán thật thật. Ngán nữa. Nói vậy là việc chùa em mà con cá rô đi lát nha em xếp mà mồi lại. Đi cái rô con không? Béo nha. Béo béo. Nhưng mà kho gì rồi ăn ăn cũng đâu có mỡ gì đâu. Cái lóc thật đâu có mỡ gì lắm đâu. Ngon mà chị ba cưỡi gì vậy? Ngon. Em hỏi cái kho này ăn cái chịu. Cưỡi chị ba. Quá trời cá rô phi dính này. Bữa bữa nữa ha. Dạ. Lưới bự mới dính được cá rô phi này á. Lưới 7-5 phân hả? Ừ. 5 phân rưỡi 6 phân. Ừ. Mấy à? Lưới mà 7-5 phân này giống con cá bay lớn à. Con cá bằng cái dĩa luôn. Nhưng mà hy hữu lắm. Phải lọc quá trời. Chị em thôi sáng nó dính được con cá 4 mấy, hơn 50 kg rồi, lộn phải 4 mấy rồi. Lỡ bự vô nè. Em chui qua cũng vừa nữa. Dạ, sau một buổi mà mấy chị em cho con giăng lưới đó cô chú thì có được thu hoạch đó là một buổi cơm ăn rất là ngon luôn nha, với rất là nhiều cá. Cảm ơn cô chú và các bạn gì đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Cô chú nhớ đón xem là ngày mai chị em cho con sẽ làm gì nha.